Trộm gà hàng xóm. Con về rồi mẹ ơi. Ừ, có bán hết hàng không con? Dạ hết ạ. Tay mẹ gặp lạnh là bị cướp. Con đã bảo cứ để khi nào đi học về con sẽ làm mà. Mẹ ơi, đây là tiền bán hàng hôm nay ạ. À, tiền thưởng học sinh giỏi con dành dụm được, nên con đã mua con gà kia để cúng giao thừa ạ. Ừ, hai mẹ con mình ăn Tết tiết kiệm thôi. Còn số tiền này, mẹ để dành sang năm cho con thi đại học. Hay là con nghỉ học đi làm để đỡ cho mẹ? Nhất định không được bỏ học con trai à. Mẹ có khổ cỡ nào á cũng sẽ cố gắng để con được bằng bạn bằng bè. Con phải cố gắng hơn nữa để không phụ công mẹ đấy. Con hứa, đây là lời hứa danh dự ạ. À, thôi con đi tắm đi còn ăn cơm. Tối nay nhà mình gói bánh chưng. Vâng ạ. À, đứng yên đây nào. Hư quá đi mất thôi. À, con gà chạy đi đâu nhanh thế không biết. Ây chà, mẹ con nhà bà Năm nhanh tay thật đấy. Gà trống cắt tay, gà mái cắt cổ, tao sớm hóa kiếp cho mày sang kiếp khác. Nước sôi được rồi nè con ơi. Ê, may quá. Con gà trống nhà tôi nó vừa bay sang đây. May quá, cô giữ nó lại giúp tôi. Cô cho tôi xin lại nhé. Ơ, con gà này. Thôi con à, mất con gà không đáng tiếc. Nhưng rõ ràng ông ta lấy gà nhà mình mà. Con phải sang nhà ông ta đòi lại mới được. Thôi con à, con gà mất còn mua lại được. Mất tình láng giềng thì khó lắm. Với lại bà Tèo còn hay giúp đỡ mẹ con mình nữa. Vâng, vậy coi như nhà mình mất con gà. Năm mới tôi sang chúc Tết hai mẹ con. Sao bác ấy sang đây sớm thế nhỉ? Lại có chuyện gì chăng? Dạ, chúc bác năm mới sức khỏe, làm ăn phát đạt bằng năm bằng 10 năm trước. Mời bác ngồi chơi xơi nước ạ. À, bà và cháu ạ. À, năm sớm nói chuyện này cũng không thật hay. Bà và cháu cho tôi xin lỗi chuyện con gà. Hôm qua tôi nhận nhầm con gà nhà bà. Tối hôm qua chúng tôi đã tìm thấy con gà đi lạc. Lúc đó mới biết là đã lấy nhầm gà. Tôi chờ mãi không thấy bà và cháu có động tĩnh gì. Hai người thật là rộng lượng, tôi rất nể phục. Chứ như người khác thì đêm 30 cả xóm đã được nghe trận cãi nhau to rồi. Dạ có gì đâu ạ. Một điều nhịn là chín điều lành. Hàng xóm láng giềng còn nhờ nhau nhiều ạ. Năm mới chúc cháu sức khỏe, năm nay đỗ đại học nhé. Dạ cháu xin cảm ơn bác. Xóm này có cháu là đứa sáng dạ nhất, học hành giỏi giang. Bác là bác hy vọng lắm đấy. Cháu cảm ơn bác ạ. Có lẽ giấc mơ vào đại học của cháu còn xa vời quá. Sao thế cậu bé? Dạ nhà cháu thì bác biết đấy. Ồ cháu đừng có lo, bác sẽ giúp. Thiếu đâu bác cho vay, không lấy lãi đâu. Sau này làm ăn trả bác cũng được. Bà Năm đừng để cháu phải nghỉ học. Còn có tôi, có bà con hàng xóm mà. Thật quý hóa quá. Được ông giúp cho thì còn gì bằng. Khi nào cần cứ sang tìm tôi. Tôi hứa nhất định sẽ giúp cháu Tú tiền ăn học. Cháu thật không biết lấy gì để cảm ơn bác. Tôi tin cháu Tú sau này nhất định sẽ thành tài. Tôi xin phép về, có gì cứ sang tìm tôi nhé. Tôi đã hứa thì nhất định sẽ giúp. Hai mẹ con đừng có lo. Vâng, bác lại nhà. Con không ngờ mẹ cư xử khéo léo, thông minh như vậy. Hip hop, chiếc vòng và bà ngoại. Một, hai, ba, bốn, năm,
6, 7, 8. Hẹn sáng mai nhé. Tập về muộn thế con. Nghỉ hè rồi thì cuối tuần về quê với bà ngoại mấy hôm con nhé. Nhóm nhảy bọn con sắp thi đấu rồi, bận lắm mẹ ơi. Thì về một hai hôm thôi. Bà cứ hỏi cái lầm đầu suốt. Để con thi xong giải này rồi về được không mẹ? Bà có vẻ cũng yếu hơn rồi, vẫn ăn uống, đi lại được. Nhưng thỉnh thoảng cũng lẫn lộn, nhớ nhớ rồi quên quên. Con mà không về nhanh á, có khi bà chẳng nhớ ra cháu nữa. Vậy thì về một hôm cũng được à? Điện thoại ít thôi, tí về nhớ hỏi chuyện bà nhiều nhé. Bà thích con người nói chuyện lắm. Con biết nói gì với bà, quanh quẩn chỉ hỏi bà thích ăn gì, bà có ngủ được không thôi. Con cứ kể chuyện trường lớp, bạn bè, chuyện nhóm nhảy hip hop của con, rồi giải thi đấu sắp tới. Trời, con kể mấy chuyện đấy với bà, khác nào nói chuyện với bức vách. Con đừng có nói bậy, không quan trọng là con nói về cái gì. Bà rất yêu và quan tâm con, bà chỉ muốn nghe con nói chuyện thôi. Vâng. Cây hiểm thích thịt gà, mẹ no thì thích canh cua, bà nấu cơm thế này coi được không? Sao mẹ không đợi con về nấu, lọ mọ làm gì? Mẹ ở nhà rảnh rỗi, ra vào hết ngày ấy mà, nấu bữa cơm có nặng nhọc cái gì đâu. Bà ơi, con thích ăn thịt gà, nhưng mà là gà rán cơ. Thế à, để lần sau bà làm gà rán cho con nha. Cái con bé này. Bà thấy mẹ nói con sắp thi đấu giải nhảy múa gì hả? Vâng ạ, con thi giải Break Dance nghiệp dư thôi ạ. Thế à, ngày xưa bà cũng thi đỗ văn công đấy, bà múa hoạt dẻo lắm. Nhưng mà các cụ của con không thích, nên bà lại về làm y tá. Thế à? Ủa, cái hiểm thích đeo vòng mà, đợi bà một tí nha. Cái vòng này ông tặng bà đấy. Mỗi lần múa quạt, bà đeo chiếc vòng này là ai nấy đều trầm trồ hết. Giờ tay bà nhăn nheo, thành thử nó rộng quá, tay mẹ con cũng không vừa gì hết. Con tháo mấy cái vòng của con ra, đeo thử cái này vào xem coi vừa không. Kìa, con đeo thử cho bà xem. Cứ đeo thử xem coi có vừa không đã. Ôi, cái hiểm đeo vừa khích này hợp quá đi mất. Cháu, cái vòng này không hợp. Lâm đeo vào nữ tính hẳn. Con cảm ơn bà đi con. Con cảm ơn bà. Mẹ cứ bắt con đeo, bây giờ thì không tháo ra được đây này. Lúc đó mẹ chỉ muốn bà được vui. Đâu, đưa mẹ tháo thử xem nào. Cứ từ từ thôi con. Tất cả là tại mẹ. Bây giờ con không tháo được cái vòng này ra. Sắp thi đấu rồi, con biết làm thế nào đây? Thì con cứ để thế mà nhảy, có làm sao đâu chứ. Mẹ chẳng biết gì về Break Dance cả. Làm gì có dancer nào đeo cái vòng quê kiểu này để nhảy chứ. Rồi khi con làm những động tác kê chân, đá ngựa, phải chống tay xuống đất, cái vòng vướng víu này, sao con làm được? Cái gì đây hả? Cậu đeo cái gì đây? Ôi trời ơi, dancer gì mà đeo vòng màu hường của bà nội thế kia. Nè, đừng có đùa nữa. Đeo cái vòng đá này rất nguy hiểm khi cậu nhảy đó Lâm. Những động tác chống tay, giật chuối có thể làm bị vỡ vụn. Cậu phải cẩn thận đấy. Vỡ ra là chọc vào ta như chơi ha. Cái vòng này chỉ hợp múa quạt mà thôi. Con tìm gì thế Lâm? Con tìm cái búa. Tìm búa để làm gì con? Lâm, mẹ đang hỏi con đó. Con muốn đập vỡ chiếc vòng này ra. Sao cơ? Con, đó là kỹ vật mà con. Alo, bà, tai biến. Đấy, mẹ xem, cháu mẹ giành giải nhất cuộc thi nhảy rồi này. Đấy, cháu bà mà lại. Ồ, mà sao nó lại đeo cái vòng này đi thi nhảy chứ? Con bảo cái Lâm á, muốn tháo cái vòng ra thì bôi chút xà phòng là được. Bà ơi, con sẽ không tháo nó ra đâu. Chiếc vòng đặc biệt này là kỷ vật của bà, mà nó còn đem lại may mắn cho con nữa chứ. Con sẽ đeo nó và giữ gìn thật cẩn thận bà ạ. Ờ, con bé hay đau để. Bà tưởng mày nhảy hip hop thì không thích vòng của bà chứ? Cháu thích chứ, thích cả hip hop, thích cả vòng mã não này nữa chứ.
Bản demo. Tất cả làm lại ngay cho tôi. 2 ngày nữa là bản demo phải in lên đĩa giao đối tác rồi đấy. Dạ, chúng em xin làm lại ngay đây ạ, thưa giám đốc. Cậu Đức, vào phòng tôi gặp tôi một lát. Trợ sếp quá. Bản demo phim hoạt hình có 1 phút mà sếp bắt chúng ta làm đi làm lại đến lần thứ 10 rồi. Khổ thân trưởng phòng mình, chắc là bị lôi vào trách cứ rồi. Thực ra chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi mà. Các dự án đang chạy, thậm chí không còn thời gian mà chú tâm tới nữa. Thôi cứ làm theo chỉ đạo của sếp đi. Lúc nào sếp cũng chú trọng và ưu tiên cho các bản quảng cáo để giành dự án mới mà. Anh Liệu mà đôn đốc cấp dưới của mình đi. Khách hàng của công ty lần này là một kênh truyền hình Úc có tiếng đấy. Dạ thưa anh, phòng chúng em đang rất cố gắng. Em nghĩ bản demo chúng em vừa trình lên là khá ổn so với công nghệ 3D hiện nay của công ty ta ạ. Cậu nghe đây, cái đó dành cho các chương trình đang chạy thì được, chứ là bản demo giao đối tác nước ngoài thì không hề ổn chút nào. Đây là lần đầu chúng ta vươn ra tầm quốc tế, tôi cần một bản demo lý tưởng không tì vết. Dạ thưa anh, ý anh là chúng ta cần thay đổi công nghệ ư? Quy trình thay đổi cần một thời gian dài. Bộ phận đồ họa và kỹ thuật phải được đào tạo thêm ạ. Cậu còn chưa hiểu sao? Trước hết, tôi cần bản demo để giao đối tác, chứ không ai bảo cậu thay đổi quy trình nào hết. Ý anh là bản demo sẽ khác với sản phẩm chính thức nếu chúng ta trúng dự án. Như vậy là không trung thực. Tôi không cần cậu dạy khôn tôi. Thôi, cậu về phòng đi. Cô đăng tin tuyển gấp vị trí trưởng phòng đồ họa và công nghệ hoạt hình cho tôi. Người này cần có bề dày kinh nghiệm, nhanh nhẹn, có chí tiến thủ. Tiến hành ngay đi, tôi sẽ trực tiếp kiểm tra và phỏng vấn. Dạ, anh Đức chuyển công tác hay sao hả sếp? Về làm ngay đi, gấp lên. Dạ. Đã đến lúc phải vươn tới tầm xa hơn rồi. Cơ hội không chờ đợi được. Ông là thần chết. Tôi đang ở đâu? Nguyễn Minh Quân, giám đốc trẻ một công ty truyền thông quảng cáo. Thật khó xử cho ta. Chưa biết nên cho anh ở thiên đường hay địa ngục. Anh đã có nhiều đóng góp đáng ghi nhận trong ngành nghề. Tuy nhiên, thì gần đây tham vọng lớn khiến anh đang dần bỏ qua những giá trị tốt đẹp. Vậy là tôi đã chết rồi ư? Không, không, không thể nào. Ta sẽ làm một việc chưa từng làm. Ta cho anh lựa chọn nơi anh sẽ ở. Hãy cân nhắc cho kỹ. Anh bạn trẻ, đó là địa ngục. Anh muốn tới đó ngay hay xem tiếp cánh cửa thiên đường đây? Đó là địa ngục ư? Nó khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng xưa nay. Vậy thiên đường sẽ còn tốt hơn nhiều phải không thưa ngài? Thế nào hả chàng trai? Thiên đường khá đẹp, nhưng không sống động và thú vị bằng những cảnh sắc rất đời ở cánh cửa địa ngục. Tôi còn chưa lập gia đình, tôi muốn sống ở đó hơn. Vậy anh có lựa chọn cuối cùng của mình chưa? Tôi sẽ chọn địa ngục. À, gì thế này? Thần chết, ngài lừa tôi sao? Chính anh đã lựa chọn mà. Thế này mà là nơi tôi lựa chọn hả? Đó là nơi sông núi hữu tình, với những cô gái xinh đẹp, với tiếng cười trẻ thơ kia mà. Đó chỉ là demo thôi. Không. Đó chỉ là demo. Demo thôi. Con tỉnh rồi, Quân ơi, con nghe thấy mẹ nói không? Gắn lên sếp. Thì ra chỉ là suýt tới đó thôi. Con thấy trong người thế nào rồi? Con không sao đâu, ba mẹ và mọi người đừng lo. Cậu Đức. Dạ, em đây thưa anh. Cậu in đĩa bản demo đã trình lên tôi đi nhé. Cậu nói đúng, nó ổn rồi đấy. Phản ánh chân thực khả năng hiện tại của công ty chúng ta. Đó mới là bản demo cần giao cho đối tác.
Dạ, em sẽ gửi ngay thưa anh. Anh đừng bận tâm nữa. Hãy nghỉ ngơi để mau hồi phục ạ. Dù có thế nào thì sắp tới chúng ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng với thực lực của mình. Bức điện gửi nhầm địa chỉ. Nguyễn Thị Nga, địa chỉ này không phải ở đây. Nhân viên bưu điện gửi nhầm địa chỉ rồi. Thôi, mình mang trả lại cho chủ nhân của nó vậy. Nơi này cách đây cũng không xa. Xin hỏi có ai ở nhà không ạ? Ai hỏi gì đấy? Dạ, cháu chào cô. Cô cho cháu hỏi ở đây có ai tên là Nguyễn Thị Nga không ạ? Có đây, nó là sinh viên trọ ở đây. Nhưng con bé mới tốt nghiệp và đã dọn đi 3 ngày trước rồi. Chị ấy dọn đi rồi sao ạ? Cô có biết chị ấy dọn đi đâu không? Cô không biết, có việc gì quan trọng không? Có một bức điện gửi cho chị ấy, nhưng lại gửi nhầm đến chỗ của cháu. Cháu muốn mang trả cho chị ấy. Ở đây có người hàng xóm cũng hay nói chuyện với con bé, nhưng họ về quê mai mới lên. Nếu muốn hỏi thì mai cháu quay lại ha. Dạ, vậy cháu xin phép. Chị ấy đã chuyển đi rồi thì có báo với nhân viên bưu điện cũng không có tác dụng. Nếu như chị ấy chuyển đi xa rồi thì sao? Mà không biết có quan trọng không nữa. Khéo mình lại làm việc không đâu. Hay là mình thử xem nội dung bức điện là gì. Nếu không quan trọng thì mình không cần đi tìm chị ấy nữa. Trời, thì ra ba chị ấy bị tai nạn. Có lẽ chị ấy vẫn chưa biết gì về chuyện này. Phải tìm cách báo cho chị ấy thôi. Chị cũng không biết chính xác địa chỉ của con bé. Chỉ biết là hình như nó đến công tác ở một ngôi trường tại vùng này. Em thử đến đó hỏi xem. Anh cho hỏi ở vùng này có mấy trường tiểu học ạ? Ở vùng hẻo lánh này chỉ có một ngôi trường thôi. Lấy đâu ra mấy trường? Vậy anh làm ơn chỉ giúp tôi đường đến đó với. Vậy là tìm đến nơi rồi, may quá. Hy vọng là gặp được chị ấy. Đúng là chỗ chúng tôi có một giáo viên sắp tới công tác tên là Nguyễn Thị Nga. Sắp tới công tác ư? Vậy có nghĩa là chị ấy chưa tới đây làm việc. Thầy có thể cho em biết địa chỉ của chị ấy đang ở được không ạ? Xin lỗi, nhưng tôi không tiện cung cấp địa chỉ cá nhân của giáo viên trong trường. Xin thầy đừng hiểu lầm, em không có ý gì xấu cả. Em có việc rất gấp cần báo với chị ấy. Gia đình của chị ấy gửi điện thông báo ba chị ấy đang bị tai nạn. Nhưng bức điện lại bị gửi nhầm đến chỗ của em. Em đã tìm chị ấy trả lại, nhưng chị ấy đã chuyển đến đây. Nếu không nhanh chóng tìm ra chị ấy thì e rằng không kịp ạ. Đây là bức điện, thầy có thể xem qua. Đây là hồ sơ của Nga, trong đó có ghi địa chỉ đang ở. Cảm ơn thầy. Một cô bé tốt bụng. Chị Nga, chị Nga có nhà không ạ? Cô ấy đi tình nguyện ở trên bản rồi, mấy hôm nữa mới về cơ. Sao, chị ấy lại đi rồi ư? Cô có biết làm cách nào để liên lạc với chị ấy không? Không có cách nào đâu, đợi vài ngày nữa cô ấy sẽ về. Vài ngày nữa e rằng không kịp mất, biết phải làm sao đây? Có chuyện gì gấp sao em? Tôi đang bận trông con nhỏ nên không tiện lên đó. Để tôi gọi thằng cả đi lên đó. Nhưng cô có thể đi cùng nó được không? Tính nó bất cẩn, sợ là nếu đi một mình, khéo nó lại làm rơi bức điện lúc nào không biết. Dạ không sao, em đi được mà. Giờ em chỉ mong tìm được chị ấy càng sớm càng tốt. Cô thật tốt bụng. Du ơi, con lại đây mẹ bảo. Mẹ gọi con ạ. Con dẫn chị này lên bản tìm chị Nga nha. Đi từ từ thôi, vì chị không có quen đường núi. Dạ vâng ạ. Ôi, cố lên, nhất định phải đưa được bức điện cho chị ấy. Chị là chị Nga phải không? Cuối cùng cũng tìm được chị rồi. Em là... Ba tháng sau. Xin hỏi có ai ở nhà không? Chào em. Em còn nhận ra chị không? Dạ có chứ ạ. Mời chị vào. Cách đây mấy tháng chị tốt nghiệp, rồi đến vùng cao công tác. Vì mọi chuyện gấp gáp quá nên chưa kịp liên lạc với gia đình.
Sau khi em báo tin, chị vội vàng trở về nhà. Mọi người nghĩ rằng ba chị không thể qua khỏi. Nhưng khi chị trở về thì đột nhiên ba tỉnh lại. Ai cũng nói rằng ba chị qua khỏi quả là kỳ tích. Vậy là ba chị đã khỏi rồi sao? Thật là may quá. Thật ngại quá. Lúc mới biết chuyện, chị vì quá lo lắng nên không kịp hỏi chuyện em. Sau khi ba của chị qua cơn nguy kịch, chị mới có thời gian tìm hiểu mọi chuyện và được biết em đã phải vất vả thế nào để có thể đưa bức điện đến cho chị. Không có gì đâu chị. Chị muốn tìm em sớm hơn, nhưng vì bận chăm sóc ba nên chưa đi được. Khi mà ba chị khỏe lại, chị mới hỏi thăm được mọi người về em. Vì em không để lại cách liên lạc nên cũng khá khó khăn. Thật may là cuối cùng chị cũng tìm được đến đây để nói lời cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Nếu không có em thì có thể chị phải ân hận suốt đời. Chị không biết nên đền đáp ân tình của em thế nào đây. Chị đừng có nói như vậy. Giúp người là việc nên làm mà. Được biết ba chị vẫn khỏe mạnh, bình an là em thấy vui lắm rồi. Hơn nữa chị cũng đã phải tốn nhiều công sức để tìm đến đây gặp em. Bức điện gửi nhầm đã khiến chúng ta có duyên gặp nhau. Chúng ta hãy làm bạn với nhau nhé. Chắc chắn rồi. Có một người bạn như em chỉ còn mong gì hơn nữa. Sau này nếu như em có cần bất cứ việc gì, cứ nói với chị nhé. Dạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.